Ừ, có một cái mà anh đẩy. Ừ, đẩy lu luôn hả? Không tin được. Trời ơi. Trời ơi, cá này cá linh hả? Trời ơi, gì mà nhiều dữ vậy? Ủa rồi cá này làm gì? Hai mới thấy luôn á. Ủa là cái này hồi nãy chú đổ một ca một thao rồi đó hả? Ủa vậy là anh này là hai thao nữa là ba thao hả? Ui, con cá này nào con ấy đẹp. Cái này tính ra hàng ngàn con luôn. Tin được. Nhiều dữ vậy hả chú? Mấy cái lớn giống vậy? Mấy cái? Hả? Trời ơi, hai cái hả? Trời ơi, có một cái mà anh đẩy. Trời ơi, đẩy lu luôn hả? Mình đi theo chú Năm dở một cái lú nữa nha mọi người. Cái lú này là cái lú thứ hai nha mọi người. Cái này mấy ngày rồi mới đi thăm chú Năm? Mấy ngày rồi? À. Chú Nhâm nói này là khoảng 2 ngày rồi nha mọi người. Lú này khoảng 2 ngày mới đi thăm. Dạ nhiều không chú Nam? Nhiều không? À cái này chắc có thể ít hơn cái hồi nãy. Cái này thì không có nhiều bằng cái lú hồi nãy nha mọi người. Cũng khá khá. Ồ, có cá chạch nữa. À, bên đây có chạch, nãy ở bên cái kia thì cá chạch không thấy, bên kia là cá mè không. Ôi, có ốc nữa. Bên đây cũng được khá khá nha các bạn, nhưng mà có ốc. Có mấy con ốc này bự quá. Ốc này là ốc lát đen. Trời ơi, có thêm. Trời ơi các bạn này. Ủa, cá nóc nữa. Trời ơi, cái bụng nó đụng nó, bụng nó tròn vo. Cá chạch. Cua. Dạ. Dạ. Cái này có cá chạch, cái nãy đâu có, này có cá chạch luôn. Hai chú cháu mình đi thăm vớn, dở coi có tép cơ, tôm gì không cho mấy bạn xem nha. Dạ. À, trời hôm nay không có nắng nổi nha mọi người. Trời này thì mát mẻ. Dạ. Có không chú, cái này có không? À chỗ đó nó hơi sâu hả chú? Nó còn dán nó dùng nó qua vậy được không? À,
hôm nay mình với là chú Năm đi dở dớ nha mọi người. Này là cái đầu tiên, hy vọng là sẽ có tép ha, tép với lại cá chạch. Mấy ngày trước đổ tép với cá chạch cũng nhiều mà hôm nay thì không biết như thế nào. Để mình thử với chú Năm coi nhiều hay ít đây. Tép tép hả chú Năm? Tép hả? Thế nó nhảy nhảy. Có cua nữa, mấy con cua nè. Cua. À, nhiều quá. Wow, nhiều. Ủa, con cá gì nhảy lên bự quá. Dạ, tổ hứa cá chạch. cũng được khá khá. Ôi cá chạch bập bập không luôn. Ủa cá chạch cũng nhiều quá ha chú. Wow, thì cũng được chắc khoảng hơn 20 con cá chạch. Mình được mấy cái chú? Mấy cái giống vậy? À, hai hả? Hai cái rồi một à. Mở rồi rồi. Chú ơi, mình qua đó luôn đi, rặn đó luôn. Mới có cái đầu tiên mà cũng được cá chạch cũng hơi nhiều nha mọi người. Cua rồi ốc nữa. Cá chạch mập mập không luôn. Chút nữa mình về nhà mình xỏ. Ủa có được con cá trào nữa. Rặn nhiều ký á. Dạ đúng rồi. Cái này cũng 2 ngày hả chú? 2 ngày chưa thăm hả? 2, 3. Đó, còn thêm như có cá chạch đó. Cua. Hầu như mấy cái này cái nào cũng có cua á.
Ô, quá chừng. Cá chạch. Đó, thấy là cá chạch cua. Tép nhiều. Rồi con cua bự ơi là bự. Này mình tính dở mới có hai cái mà gần nửa thao rồi. Rồi. Ơi, có con cua kẹp luôn cá luôn. Cua ơi con cua. Cua đồng. Cua đồng cái mai nó hơi màu tím tím nha mọi người. Dễ phân biệt lắm. Mình giờ mình ngồi mình lựa ra, mình là với chú năm lựa. Lựa cua ra theo cua nha mọi người. Cá theo cá. Cho cá chặt qua đây nè, cá chặt qua đây đi. Con cá chặt này nó mập quá chú năm ha. Mập lù à. Con cá đó mà chích một cái là khóc luôn. Chú nằm coi chừng con cá chốt quá. Áo ngủ quá rồi, còn nhớ rồi, còn thấy vẫn á. Gì đó ngủ ấu rồi. Con nãy có thấy rồi. Cái đổ rồi đó. Lựa lựa giờ còn lại cá chạch với lại tép. Này chắc cũng khoảng hơn 2 kg. Cái chạch này kẹp hết luôn, kẹp á. Tay đúng quá. Em cá rồi. Cái con này nó ngộ á, bóc lằn á, tự nhiên cái nó toàn giò. Hỏi cái người biển rẻ gì rồi, ổng muốn theo rồi. Hả? Con cá tròn do y như cái bành. Nên cá trời con. Này thả cho nó về tự nhiên, mốt nó bự rồi mình bắt nó chú ha. Thả nó đi. Cá chạch này bắt trơn bởi có cái dĩa gì mình dễ bắt nó. Tép này nhà mình có bánh tráng trên dưới. Có bánh tráng chưa tép này hồi là làm gì cháy hả? À? Cháy cũng bánh tráng hả? Đã rồi, nó đang rồi cứ rồi cứ thấu rồi. Con cá chạch tính ra hay quá, để vậy mà nó còn chui ở dưới rồi sao? À đó. Được con em cá trạo. Cá lóc con.
Rồi đi trai mấy con cá trào đó để qua đây trai. Còn không, mấy cá sặc là cho qua luôn. Đó, lấy cái thau này nè. Sảm. Đổi ổng. Đổi ổng. Đổi nào. Đổi cái tép này sạch rồi nè. Này sạch trơn. Sạch rồi. Nè nếu về một ngày nữa là nước ruộng nó rút ra chắc còn bự hơn nữa ha. Vớt luôn. Tép này chưa đẻ nè. Bụng trứng không rồi. Thì mấy tép này mới ngon á. Ăn mấy triệu con luôn. Rồi, tép tôi nói sạch nữa đó, rửa lại cái này giờ lặt cá bỏ qua cái nữa. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue.